Viện thẩm mỹ Diva phục vụ từ trái tim. Chào mừng em đến với Viện thẩm mỹ Diva Châu Đốc vào ngày hôm nay nha. Và em có thể nào chia sẻ giúp chị cảm nhận của mình như thế nào khi mà tham dự buổi lễ khai trương tại Viện thẩm mỹ Diva Châu Đốc không? Cũng lâu rồi em không được về quê nên là em lần này em rất là háo hức. Em thấy nè, Diva mình khai trương rất là hồng phát. Đây mình có sử dụng dịch vụ làm đẹp tại Viện thẩm mỹ Diva bên chị rồi. Thì em có thể nào chia sẻ giúp chị là trước đây là mình đã sử dụng dịch vụ nào hay chưa? Vậy trước đây thì em có qua trải nghiệm là điêu khắc chân mày. Chân mày em cũng được mọi người khen là chân mày em rất là tự nhiên, em cũng vui. Xong rồi em có một cái nữa là em bị lông chân, lông tay rất là dài và rất là nhanh mọc nữa. Nhưng mà mỗi lần em đi các tiệm spa khác thì nó sẽ bị nổi mảng đỏ hoặc là nổi hồn hồn hộp lên, thì nó rất là mất thẩm mỹ cho cái việc mà em phải đi chụp hình quảng cáo này thế nọ thì nó rất là xấu. Nhưng mà lần này em qua đến thẩm mỹ Diva thì em khá là hài lòng. Rồi trong quá trình mà mình làm dịch vụ thì em thấy là đội ngũ chuyên viên thực hiện dịch vụ cho mình đó, các bạn phục vụ cho mình có tốt không? Dạ tốt lắm, mà mấy chị ai cũng nhỏ nhẹ và dễ thương. Rồi chị cảm ơn em khi mà đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tại Viện thẩm mỹ Diva nè, cũng như là ngày hôm nay đã dành thời gian để đến dự buổi lễ khai trương tại Viện thẩm mỹ Diva chi nhánh Châu Đốc bên chị. Và nhân buổi lễ khai trương ngày hôm nay thì Đan có thể nào gửi vài lời chúc mừng đến Viện thẩm mỹ Diva được không? Dạ thì em cũng có vài lời gửi đến Viện thẩm mỹ Diva để ngày càng phát triển vững mạnh và sẽ có nhiều thêm những cô gái đẹp hơn nữa để đến đó đi về để đẹp hơn Cẩm Đen. Rồi chị cảm ơn em rất là nhiều khi mà hôm nay đã đến Viện thẩm mỹ Diva sử dụng những cái dịch vụ làm đẹp tại đây. Chị chúc cho Cẩm Đen nhiều sức khỏe và thành công hơn trong công việc và cuộc sống nhé. Dạ em cảm ơn chị. Viện thẩm mỹ Diva phục vụ từ trái tim.